Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai thành phố Hà Nội cho biết tại đây vừa tiếp nhận một bé trai 10 tuổi trú tại huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp đến trong tình trạng đặt nội khí quản, phải thở máy, suy hô hấp, đuối nước, phù phổi cấp. Và đáng chú ý là bé trai này sống sót được một phần là nhờ những thao tác sơ cứu ban đầu của người chị gái mới chỉ 11 tuổi. Người nhà bệnh nhi cho biết khi đang chơi thì bệnh nhi bị ngã xuống ao của hàng xóm, chị gái cùng một người bạn nữa kéo được em lên sau đó khoảng 2 phút. Lúc này bệnh nhi đã trong tình trạng bất tỉnh, tím tái. Lúc đó người chị gái mới 11 tuổi áp tay vào ngực thì nghe tim em còn đập, sờ lên mũi kiểm tra hơi thở rất yếu nên người chị đã hô hấp nhân tạo và ấn tim. Bé trai tỉnh dần và nói được tiếng cứu rồi liệm đi nên người chị tiếp tục thổi ngạt một hai lần, ép tim cho em tỉnh. Bé trai được ép ngực sau khoảng 2 phút thì thở được và khóc. Lúc này, một người hàng xóm đến phối hợp với người nhà đưa bé trai đến cơ sở y tế cấp cứu. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Nam, giám đốc Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhi được hút dịch qua nội khí quản, thở máy, điều trị tích cực. Đến nay, sau 2 ngày điều trị, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, tự thở, có thể xuất viện trong 1-2 ngày tới.